Hội họa Trung Quốc thời cổ đại chủ yếu là các bức tranh cuộn được vẽ trên lụa. Phong cách vẽ tranh truyền thống của người Hán là dùng bút lông nhúng dèo nước, mực hoặc màu dẻ. Tranh chủ yếu được chia thành 3 loại: hình người, hoa lá, chim muông và phong cảnh. Dưới đây là 10 bức tranh cổ được lưu truyền vô cùng nổi tiếng ở Trung Quốc. 1. Lạc thần Phú Đồ. Đây là bức tranh nổi tiếng thời Đông Tấn của họa sĩ Cố Khải Chi, được biết đến là ông tổ của hội họa Trung Quốc, là tác phẩm tiên phong trong dòng tranh truyền thống Trung Quốc. 2. Bộ Liên Đồ. Đây là một bức tranh nổi tiếng của Diêm Lập Bổn thời Đường, hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Cung Điện. Nội dung phản ánh sự kiện gả công chúa Giang Thành vào Tây Tạng. Bức tranh có màu sắc trang nhã, đường nét tròn trịa, bố cục đa dạng, phong phú, là tác phẩm tiêu biểu cho dòng tranh thời nhà Đường, có giá trị lịch sử và nghệ thuật cao. 3. Đường cung nữ sĩ đồ, miêu tả chân dung các mỹ nhân thời Đường, thể hiện cuộc sống của phụ nữ quý tộc thời Đường. Thời Đường cũng là giai đoạn cực thịnh của tranh mỹ nhân. 4. Ngũ ngư đồ của tác giả Hữu Huân là một trong số ít tác phẩm đích thực được lưu truyền trên giấy và lụa từ thời nhà Đường. Đây là bức tranh cổ nhất còn tồn tại trên giấy của Trung Quốc, hiện trưng bày tại Bảo tàng Cung Điện ở Bắc Kinh. Tranh mô tả 5 con bò với các hình dạng khác nhau. Đây cũng là cấp độ cao nhất của tranh bò vào thời nhà Đường. 5. Hàn Hy Tái Dạ Yến Đồ của Cố Hoành Trung là một họa sĩ thời Nam Đường vào thời Ngũ Đại. Đây cũng là tác phẩm duy nhất được truyền lại của ông. Bức tranh miêu tả cảnh quan chức Hàn Hy Tái tổ chức yến tiệc. 6. Thiên Lý Giang Sơn Đồ là tác phẩm của Dương Hy Mạnh, dài hơn 11 thước. Đây cũng là tác phẩm duy nhất của ông được lưu truyền trên thế giới. Hiện nó đang nằm trong bảo tàng Cố Cung. Toàn bộ bức tranh tráng lệ, hùng vĩ nhưng vẫn tinh tế và chính xác. 7. Thanh Minh Thượng Hà Đồ của Trương Trạch Đoan thời Bắc Tống. Đây là một trong những tác phẩm tranh cổ Trung Quốc nổi tiếng nhất trong lịch sử hội họa. Không chỉ là trình độ nghệ thuật tuyệt đỉnh mà còn có nhiều câu chuyện thú vị được lưu truyền xung quanh nó. Bức tranh này mô tả sự thịnh vượng của phủ Khai Phong trong tiết Thanh Minh. Qua bức tranh này, chúng ta được biết về diện mạo thành phố thời Bắc Tống và cuộc sống của các tầng lớp nhân dân thời bấy giờ. 8. Phú Xuân Sơn Cư Đồ là tác phẩm của Hoàng Công Vọng, thuộc di tích văn hóa cấp quốc gia, hiện nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Chiết Giang. 9. Hán Xuân Sơn Hiểu Đồ, Hừng Đông Cung Điện Mùa Xuân của Cừu Anh là một trong những họa sĩ nổi tiếng của thời nhà Minh. Bức tranh miêu tả cuộc sống của các phi tần trong cung, là tác phẩm độc nhất vô nhị trong các bức tranh vẽ mỹ nữ của Trung Quốc. 10. Bách Tuấn Đồ, Trăm Con Ngựa là tác phẩm của một họa sĩ cung đình người Ý vào thời nhà Thanh. Bức tranh có tổng cộng 100 con ngựa với các tư thế khác nhau, đứng, chạy, quỳ hoặc nằm. Bức tranh hiện nằm trong Bảo tàng Cung Điện Quốc gia ở Đài Bắc.